người chồng mê nhậu Phật tử như nghi hỏi Thưa sư phụ, con rất muốn ngài quán sát xem giúp cho Do nhân duyên gì mà con có ông chồng quá tệ Chúng con sống với nhau đã 7 năm rồi Hồi đầu mới quen, ổng luôn mồm hứa sẽ bỏ rượu Vậy mà cưới nhau xong, chỉ cần bạn bè hú một tiếng Là ổng tìm đủ trăm phương ngàn kế để chuồn ra khỏi nhà đi nhậu nhẹt bù khú với họ tới sáng hôm sau mới về do vậy mà chúng con thường cãi nhau nhưng làm thế nào con cũng không thoát được ổng rõ ràng là trong lòng con rất muốn chia tay rất muốn bỏ quách ổng nhưng qua ngày sau thì đâu lại hoàng đấy mọi chuyện giống như không có gì nhưng hễ mỗi lần ổng đi nhậu thì con rất muốn bỏ ổng còn nữa tính ổng vô tâm thậm tệ không biết suy nghĩ. Con bảo ổng đi ngủ sớm, tập sống theo nếp vệ sinh, sạch sẽ. Đừng có tiêu quan, xài lãng phí. Tất cả là vì con muốn tốt cho ổng. Nhưng ổng cứ nhậu nhẹt ly bì, lại còn phát cống với con. Nên mỗi lần xảy ra chuyện là chúng con gây đến muốn đập lộn. Sư phụ, những ngày tháng sống chung như thế này quả rất khó cam con thực tình muốn biết rốt cuộc là chúng con có nghiệp duyên oan trái từ đời nào kiếp nào nếu hiểu rõ mai ra con có thể đối với ổng bao dung hơn và không còn phải sinh sự cãi gây chi nữa đây là lần đầu con đem điều chôn giấu tận tâm can của mình ra thưa hỏi tại đại bi đường này nếu có chỗ nào sai xin sư phụ lượng thứ tôi đáp chẳng phải là do chính bà đã tập trong nhà thói xấu ghiền rượu này hay sao? Khi chồng bà chuồn ra ngoài uống rượu, bà có nhận thấy rằng ông thường tỏ rõ thái độ rất muốn trốn tránh bà, bởi ông luôn có cảm giác e dè nể sợ bà. Còn nữa, có phải vóc dáng ông nhà thấp lùng và mỗi khi nói với bà âm thanh luôn nhỏ lời hạ giọng? Như Nghi đáp, Dạ, nghe nói tới điều này thì con mới nhận ra Ngài mô tả rất đúng ạ. À. Nhưng có điều con không hiểu, làm sao con lại có thể tập trọng cái thói hư nhậu nhẹt này được chứ? Tôi bảo, trong một kiếp rất lâu xa về trước, bà làm chủ tiệm buôn, trong tiệm có bán rượu, bà có một người làm công dáng mạo lùng thấp rất mê rượu. Thế nhưng mỗi lần gã uống trộm rượu mà bị bà phát hiện, thì bà đánh cho một trận hơn nữa bà cư xử với gã rất xấu tệ là một chủ nhân bủn xỉn keo kiệt vô cùng vì vậy mà đời này ông ta đến là để đòi nợ bà hãy nghĩ xem nhân này do chính các vị đã gieo nên bây giờ quả mới trổ như thế sư phụ thật vô cùng cảm ơn ngài con ngẫm nghĩ lại thì rất đúng hiện thời mỗi khi ổng làm ăn con đều phải ở vị làm công, phụ giúp. Nhưng hệ đến khi phát lương, thì ổng luôn khất lần hẹn lựa, ngó bộ không hề muốn trả tiền cho con. Còn nữa, con mà muốn mua gì, thì ổng luôn ngăn cản. Nhưng nếu con nhất định mua, thì cũng được thôi. Con nói về uống rượu, thì một khi đi nhậu, là ổng luôn đem di động theo, nhưng hiếm khi chịu bắt máy. Lộ vẻ rất ngán nghe tiếng con, vì sợ con gọi sẽ làm ổng mất mặt với bạn bè nhìn qua thì giống như con thường ăn hiếp ổng mà ổng cũng quen thuận theo ý con nhưng con vẫn cảm thấy uất ức thầm vì không biết đời trước mình đã thiếu nợ như thế nào mà đời này phải sống chung với một người chồng không tương xứng như vậy ngài nói kiếp trước ổng là người giúp việc điểm này con xét ra rất đúng bởi cho dù ổng sinh trưởng trong gia đình tốt nhưng tính cách không có chút gì giống ba mẹ do ổng sống cẩu thả bê bối rất khoái ở dơ trời nóng dữ cỡ này mà ngót hai ba ngày ổng vẫn không tắm không chịu thay y phục tính cách cực kỳ lôi thôi thêm tận vừa ăn vừa nói khi ổng tiếp điện thoại đối phương còn nghe rõ tiếng nhai nuốt rồn rột của ổng mỗi khi dùng tay bóc gì ăn ổng đều chẳng bao giờ rửa thôi ở dơ cẩu thả và nết thiếu trang nghiêm của ổng để nhiều lần làm con mất mặt cũng vì mấy chuyện này mà chúng con cãi nhau hoài khi mặc đồ ổng không bao giờ lưu tâm xem y phục có sạch sẽ chỉnh tề không dù tri phục rất nhầu, ổng cũng không để ý ổng quen sống như thế rồi toàn bộ đều khác xa con nên con luôn cảm thấy ổng chướng mắt hành vi cử chỉ của ổng quả thật rất giống người làm Chúng con cứ ba ngày thì cãi nhỏ, năm ngày thì cãi lớn, bởi vì sinh hoạt tập quán, quán khác nhau xa. Nhưng hiện tại, hình như con đang trở thành là người làm của ổng. Vì mọi việc trong nhà, từ nấu nướng, quét dọn, giặt vũ, dân dân, con đều phải cán đáng hết. Ông chỉ có mỗi một việc là ra ngoài kiếm tiền, nhưng hãy trong nhà có gì hư, bảo ổng sửa, ổng cũng chẳng làm. Mỗi lần cãi nhau dữ dội cơ hồ đến mức chia tay. Nhưng ổng lại chẳng chịu chia tay. Có thể là do con vẫn còn thiếu nợ, chưa trả đủ cho ổng. Phải vậy không sư phụ? Đúng thế, sức mạnh nghiệp lực vốn vô cùng. Có câu rằng không phải quan gia thì không tìm đến tụ hội cùng nhau. Vậy con phải làm sao đây? Làm người không có ai hoàn toàn cả, bà cần bao dung sống nên tìm chỗ hay điểm tốt của người và luôn nhìn thấy lỗi mình để sửa sai được vậy thì mới có thể sống an minh đắc án chấn động. Khi tôi truyền giới tại Nguyệt Mi Sơn Cơ Long, thì một hôm cư sĩ Dương Tú Hạc bỗng bảo tôi. Pháp sư, phổ đà sơn dị truyện của thầy, mọi người xem ai cũng tán thán, khen là viết rất hay, cảm hóa được biết bao người tin theo Phật. Tôi hiện nay có một câu chuyện cũng thuộc dạng quan âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nếu thầy có thời gian, tôi sẽ mời lão thái thái ấy tới kể chuyện của bà cho thầy nghe để thầy dùng ngòi bút tài qua viết câu chuyện này ra đăng lên tạp chí Phật giáo tuyên dương đại ân đức của Bồ Tát Quan Âm đồng thời cũng giúp mọi người tin sợ nhân quả tôi bị lời lẽ và tâm thành của dân cư sĩ thu hút thầm nghĩ nhất định sẽ có được tư liệu hay về những cảm ứng bất khả tư nghị vì ngó bộ bà rất xem trọng câu chuyện này Thế là tôi nhận lời vui vẻ bảo bà Vậy chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh thích hợp Rồi bà dẫn Lão Thái Thái kia tới đây Kể tỉ mỉ những gì bà ta đã trải qua cho tôi nghe Sau đó tôi sẽ viết ra đăng báo Dương cư sĩ vô cùng hoan hỷ Rồi đi mời Lão Thái Thái đến Dương cư sĩ dìu một bà hơn sáu mươi tới và chỉ cắp vết sẹo chém ngang dọc đầy trên thân bà cho tôi xem. Sau đó, bà lão kể chuyện mình cho tôi nghe. Bần nữ bất hạnh, chồng sớm qua đời. Bà tên là Trần Mỹ Nguyệt, người Phúc Kiến, huyện Vĩnh Xuân, năm nay 66 tuổi, hiện cư ngụ tại cơ quan từ thiện số 8, đường Nhân Ái, phố Cơ Long, phường Bắc Ái. Bà nói, Thưa Thầy, Tôi là một phụ nữ nghiệp nặng số khổ, năm 23 tuổi, theo chồng từ Phúc Kiến vượt biển sang Đài Loan mưu sinh. Tôi Đài Loan chưa được mấy năm thì chồng tôi không may bị bệnh phổi nan y, chữa trị ngót mấy năm, tiền của tích lũy trong nhà đều tiêu sạch hết, khiến cuộc sống chúng tôi càng thêm bần hàn thống khổ. Đến năm tôi 33 tuổi thì ông chồng bạc mệnh của tôi lìa đời. Chồng tôi lúc sinh tiền toàn làm công cho người, do lao lực quá độ mà thành bệnh nặng. Mình tôi cưu mang hai con, một trai một gái, vô cùng lúng túng trước cái chết của chồng. Cuộc sống khổ hết chỗ nói, gọi là khổ đến cực điểm. Chồng chết rồi, tất cả chi phí quan tài đều do bạn bè ổng quyên góp lo cho. Từ sau khi chồng chết đi, tôi sống nhờ nơi nhà chú thím được hai năm nhưng do nhà chú tôi không khá giả nên tôi chẳng thể ở mãi nơi đó ba mẹ con tôi phải tự lo liệu kiếm sống thằng con trai mới mười tuổi hàng ngày ra ngoài làm công ở mỏ thang còn tôi thì nghĩ đủ cách ráng chịu lau khổ để sống mà nuôi con chú tôi không nỡ nhìn thấy các cháu còn nhỏ mà kham khổ chịu cảnh ăn không no, mặt chẳng ấm, nên khuyên tôi tái giá, hãy tiến thêm bước nữa để có người phụ giúp nuôi con. Qua mai mối, chú tìm được một người bổn tỉnh, tên Hoàng Thạch Lan. Chúng tôi chung sống với nhau mấy năm, sinh hoạt mặc dù không dư, nhưng tương đối an ổn, con cái cũng bớt lao khổ. Trong thời Nhật chiếm đóng, vì tôi là người ngoại tỉnh nên không thể cùng người bổn tỉnh làm vợ chồng chính thức. Vì vậy, Thạch Lan không thể nhập hộ khẩu, không được xem như là phu thê danh chính ngôn thuận. Cũng do chuyện hộ khẩu này mà chồng tôi phiền não bao năm, ông nghĩ đủ cách nhưng tuyệt chẳng có phương pháp gì. Bởi vì anh của Hoàng Thạch Lan là thư ký đương thời, ông nắm rõ tình hình, thừa biết đây là chuyện bất khả thi nên đã khuyên chồng tôi hãy mau mau bỏ tôi mà đi cưới một người phụ nữ bổn tỉnh làm vợ cho an toàn. Chồng tôi do gì không thể nhập hộ khẩu nên bị người ngoài dèm pha, nói rằng Mấy năm nay anh e cổ ra phụ dưỡng nuôi con riêng của vợ, rốt cuộc vẫn không được thừa nhận là gia trưởng chính thức, chỉ có danh nghĩa sống chung phất phơ bên ngoài mà thôi. Vậy đâu thể tính là hạng có gia đình đường hoàng vì không được luật pháp công nhận thế thì tại sao anh không mau ra ngoài tìm một phụ nữ bổn tỉnh mà cưới làm vợ chứ hả chồng tôi đáp mỹ nguyệt không cho tôi nhập hộ khẩu thì tất nhiên tôi sẽ ra tay cho mà xem bạn bè bảo anh tôi kêu anh ra ngoài cưới vợ khác thì không chịu mà hiện thời anh đâu có được xem là chồng chính thức của ả này vậy thì anh còn phương pháp gì khác nữa chồng tôi nói, tôi sẽ giết ả. Hôm đó là rằm tháng 8 nên rất náo nhiệt. Chồng tôi về nhà, tôi thấy sắc mặt anh không tốt, bởi vì đã có người tiết lộ chuyện anh có ý muốn giết vợ cho tôi hay, nên trong đêm khuya tôi bảo anh, vợ chồng mình chung sống mấy năm, chỉ tại luật pháp quốc gia chế định như thế nên em không thể vô hộ khẩu cho anh, mình đâu còn cách nào khác. Anh đừng có trút giận lên em nhé. Nghe người ngoài nói anh muốn giết em, có thật là anh đã nói như vậy không? Anh đáp, không hề có, đây là người ngoài nói đùa với em thôi. Chúng ta sống tốt như vậy, tại sao anh lại có ý muốn giết em chứ? Đừng có tin mấy lời ba xàm ba láp của thiên hạ. Tôi mỉm cười, em cũng nghĩ vậy, con cái đối với anh rất ngoan, không nhập hộ khẩu được thì cũng đâu có sao, phải không anh? Thấy anh tỏ vẻ đồng tình, tôi cho rằng mình sẽ cùng chồng sống bình an vô sự, chẳng lưu tâm đến việc này làm chi nữa. Nhẫn tâm ra tay truy cùng giết tận Ai ngờ khuya hôm đó, khi tôi cùng hai con đang say giấc nồng, thì anh cầm một thanh mã tấu lao vào lẹ như cuồng phong hung hãn chém liên tiếp vào bụng tôi ba nhát làm ruột tôi bị đứt mấy khúc lòi cả ra ngoài đồng thời phẫn giải cũng ào ào tuôn ra lúc này hai tay và lưng tôi còn bị anh chém thêm mười mấy nhát nữa nhưng khi đó tôi không cảm thấy đau đớn cũng chẳng biết chạy đi đâu trốn tiếp đến còn nghe ảnh quát lên nhổ cỏ phải diệt tận gốc nhất định không để một ai trong nhà được sống sót rồi anh lao đến chén con gái 14 tuổi của tôi. Con gái tôi bị thương nghiêm trọng từ trên lầu, nó vội nhảy xuống đất. Sau đó không bao lâu thì tắt hơi. Con trai tôi lúc này nhìn thấy mẹ và chị đều bị giết, sợ đến ngây người nên cứ đứng như pho tượng ở cạnh bên. Tôi lúc đó chẳng lý đến thân mình, vội hét bảo con trai mau chạy trốn. Khi đó chồng tôi cầm mã tấu truy sát thằng bé tôi vội đưa tay giật đau của anh vì vậy mà ngón tay tôi bị đau chặt đứt hiện nay tay đã lành nhưng ngón tay thì không thẳng được con trai tôi cuối cùng cũng chạy trốn được và tìm người kêu cứu khi chồng tôi thấy có người đến thì liền tự sát nhờ có người nhanh tay đoạt lấy đau nên vết thương của anh không nặng các người khác thì lo gọi cảnh sát tới tôi lúc đó chẳng biết mình bị thương ra sao chỉ quan tâm đến chuyện sống chết của các con thôi. Người bên ngoài thấy vậy, bèn chỉ vào thương tích trên mình tôi la lên. Bà hãy nhìn xem thân bà đây nè. Sao mà đầm điệp, bê bết máu như thế? Chỗ bà đứng máu tuôn thành dũng, chảy đầy đất kia kìa. Ôi trời ơi, thương tích nặng quá, nguy to rồi. Nghe họ nói thế, tôi mới cảm giác là mình bị thương. Trên thân máu tuôn không ngừng, tôi ngã xuống đất ngất đi và được cảnh sát chở đi cấp cứu. Đến y viện, vết thương vẫn chưa được may lại ngay, phải đợi 4 tiếng đồng hồ, vì y viện 7 giờ mới mở cửa. Đến 11 giờ mới làm xong thủ tục và bắt đầu chữa trị không vết thương. Khi viện trưởng đến chỗ tôi lấy máu xét nghiệm để trị thương, tôi nghe họ nói văn vẳng bên tai là không còn máu để lấy nữa, Lúc họ nhấn ruột vào bụng để may lại, thì phát hiện ruột bị chém đứt nhiều khúc, phẫn giải trào ra ngoài, có chỗ còn nát nhừ. Do vậy, bác sĩ chỉ khâu may qua loa. Họ nhép dội mấy khúc ruột đứt rối lộn xộn vào bụng tôi rồi may lại, vì cho rằng dù sao tôi cũng khó mà sống được nữa. Sau đó, họ đưa tôi đến phòng Thái Bình nằm chờ chết phần hung thủ đã tự chém hắn hai đao để tự sát, cũng đang nằm ở phòng bên cạnh. Có người hỏi anh ta, vì sao lại giết vợ? Anh nói, mụ đàn bà này là người xấu nên tôi phải giết ả. Chẳng biết ả có thể trị lành không? Không có cơ hội đâu. Nghe viện trưởng nói là bà ta khó mà qua khỏi. Tôi nằm cạnh bên, nghe rõ từng câu ông chồng bất nhân đang trốt lời bôi nhỏ danh dự mình trong lòng tức giận. Rất muốn dùng tay xé cho bung hết chỉ khâu ra, cầu cho mình chết sớm một chút. Nhưng tôi bất lực không thể cử động, chỉ có tâm tư là còn tri giác rõ ràng. Sau đó lại nghe bác sĩ bảo kháng hộ. Bà này không thể nào sống qua 11 giờ đêm nay. Các cô nhớ lưu ý theo dõi. Cô y tá nọ quay về báo tin cho chồng tôi hay là hiện thời chỉ còn chờ đợi tôi tắt hơi tôi biết không bao lâu nữa mình sẽ chết tự tuổi thân mệnh khổ nhưng bây giờ ngay cả nước mắt cũng đã cạn kiệt không còn có để mà trào ra lúc này tôi thấy hai y tá giám hộ nhưng họ không lý gì tới tôi tỉnh bơ bỏ đi ngủ không có chút trách nhiệm trong thời gian chờ chết tôi bỗng nhớ đến danh hiệu bồ tát quan thế âm nên bắt đầu niệm chú bạch y. Trong quá khứ, tôi từng quy y tam bảo ăn chay, cũng tính là đệ tử Phật. Tôi nghĩ, nếu như do gặp chuyện bất hạnh mà phải chết đi như thế này, thân tôi chết đã cam đành, chỉ sợ từ nay về sau không ai dám tin hay quy y Phật giáo. Vì vậy, tôi tĩnh tâm nhắm mắt, thầm niệm, Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ quan Thế Âm Bồ Tát khoảng chừng hơn hai mươi tiếng kỳ tích xuất hiện ngày đó trong phòng xảy ra chuyện lạ tôi mở mắt nhìn thì thấy trong phòng không có ai nhưng căn phòng đang tối tăm bỗng có ánh sáng chiếu khắp tôi thấy bồ tát quan thế âm hiện thân đứng trước mặt tôi còn có vô số người đứng phía sau bồ tát đồng gì tôi chắp tay niệm phật thấy trong tay bồ tát cầm vật gì giống như lá chuối tiêu ngài trao cho tôi tôi thầm thắc mắc không biết ngài ban cho tôi lá chuối tiêu này để làm chi đang nghĩ vậy thì đã nghe bồ tát nói đây là lá ba tiêu không phải là lá chuối hương ở thế gian không có vật báo này đâu cũng không giống lá ba tiêu ở thế gian lúc này tôi bỗng thấy dễ chịu thoải mái rất nhiều liền thốt một câu À, thế gian không có ư, ừ. thế thì hay quá. Sau đó tôi an ổn thiếp đi, ngủ một mạch cho đến trời sáng. Tất cả đau đớn đều không, chỉ cảm thấy không còn tinh thần mà thôi. Hôm sau, Pháp diện Đại Bắc cử Pháp Y tới để kiểm tra xác tôi, vì nghe bệnh viện báo cáo rằng tới 23 giờ 20 nhất định tôi sẽ chết y viện này thuở giờ đoán định thời gian chết luôn chuẩn xác chưa hề bị sai các bác sĩ đồng khẳng định vết thương nặng như vậy người này không thể nào sống nổi thế mà sáng ra tôi vẫn chưa chết điều này làm chấn động ầm náo cả bệnh viện sở trưởng cơ long đích thân đến thăm và bảo tôi nhất định là bà trong quá khứ có làm việc tốt nên được thần minh che chở thương tích nặng như bà đây, mười phần thì chết hết mười hai rồi. Vậy mà bà vẫn sống, đang lẽ chết rồi mà lại vượt qua. Nhất định là có phúc đức lớn đó nha. Tôi nghe ông nói, nghĩ đến cuộc đời mình quá khổ, đến mức phải gia phá nhân dông, bất giác buồn thống thiết, bật khóc to. Sở trưởng khuyên tôi không nên khóc, ông nói, bà hiện nay ruột bao tử gì cũng đều nát, cho nên suy nghĩ thương tâm mà làm động vết thương khiến nó lâu lành. Các con bà đều ổn cả. Tôi nói, ông không cần nói dối tôi làm chi. Con gái tôi bị chém dở bụng, sau đó đã quả thiêu, tôi đều biết hết. Ông nói, bà biết rồi thì tôi không giấu bà nữa. Xem như bà còn phúc. Con gái bà số phần chẳng may. Tôi sẽ dùng tiền túi riêng để trả phí chẩn trị cho bà. Nghe bác sĩ nói với tôi, ai mà bụng ruột bị chém đứt như thế này thì quả thực vô phương cứu chữa. Xem như bà đây bị chém thủng bụng, đứt ruột, lòi cả phân, ruột bị nát đứt nhưng bà vẫn không chết, quả là một chuyện rất lạ. Bà chắc chắn có phúc đức may mắn lớn. Qua năm mới, sở trưởng phái người mang đến rất nhiều quà, đủ các thứ cần thiết biếu cho tôi để an ủi hung thủ tàn độc còn muốn giết tiếp. Hung thủ ban sơ nghe nói tôi đêm ấy chắc chắn chết nên trong lòng rất vui. Y không hề có chút ăn năn hối lỗi, chỉ mong cho tôi chết. Hai ngày sau, ông bỗng hỏi thăm y tá xem tôi đã chết chưa. Khi nghe kháng hộ đáp, thật quá kỳ lạ, không những bà ấy chẳng chết mà bệnh còn chuyển tốt, hiện giờ đang nằm dưỡng thương, một chút thống khổ cũng không. Hoàng Tịch Lan nghe vậy thì phát tức, nghiến răng ken két nói. Lần này ả không chết, thì tôi sẽ giết tiếp tục. Tôi sẽ dùng dao để cắt đầu ả, xem có còn sống được không. Y viện sợ hắn hành hung giết người nữa, bèn cho đổi phòng. Nhưng hắn vẫn rấp tâm sát hại tôi. Ngày nọ, hắn dò la biết tôi đang ở trên lầu, bèn nói. Tôi không có đau thì dùng tay đấm cho lũng vết thương nơi bụng bà khiến ruột bà loài ra, xem có chết hay không. Ngày nọ, dù bị y diện xiền chân, nhưng hắn vẫn ráng bò lên lầu định sát hại tôi. May là có người phát hiện kịp, bèn đánh hắn ngã nhào, rồi bắt hắn nhốt lại. Đợi với thương hắn lành, thì sẽ cho phán án tù 15 năm. Muốn rõ hiện quả, nhìn xem tiền nhân. Phần tôi sau khi vết thương tạm lành thì xuất hiện Tôi thường một mình ở trước tượng quan âm, khóc thống thiết không ngừng. Tôi nghĩ bình sinh mình không làm điều gì xấu. Tại sao lại gặp thống khổ cực cùng như thế? Chồng trước sớm mất, tôi tái giá thì gặp người có tâm độc ác. Vì sao y tàn nhẫn muốn giết tôi như thế? Con gái tôi 14 tuổi cũng bị chết thảm trong tay hung thủ. Chúng tôi kẻ chết, kẻ bị thương vậy mà khung thủ chỉ bị phán tù 15 năm. Ông ta có tội rất đáng bị trừng trị. Nhưng phần tôi có tội gì đâu mà phải chịu hoạn nạn liên tục. Chẳng biết kiếp trước tôi làm gì xấu. Tôi khẩn cầu Bồ Tát từ bi khai thị chỉ rõ cho mình hiểu. Một hôm, tôi đang niệm Phật, thì bỗng thiếp đi, thế mình biến thành một vị công tử. Trong tay cầm cung tên, theo sau công tử có một người hầu hai chủ tớ họ nhìn thấy một con tinh tinh vị công tử vội nhắm cho chuẩn rồi xạ tiễn tinh tinh trúng tên ngã lăn ra đất Tinh hầu liền chạy tới bắt tinh tinh giết đi sau đó không lâu tôi lại nhìn thấy cảnh con tinh tinh báo thù nên vội chạy trốn tinh tinh vẫn đuổi theo phía sau tôi liền nhảy xuống nước nó chụp lấy đầu tôi định xiết cổ tôi đến chết tôi liền niệm Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Ngay lúc đó, Ngài xuất hiện, bảo con tinh tinh rằng, súc sinh, người vẫn còn muốn hại người ư. Con tinh tinh liền chắp tay, Ngài mang nó đi, còn nói, nhốt nó tám năm, nếu biết sửa đổi thì sẽ thả. Bồ Tát đi rồi, tôi hốt nhiên bừng tỉnh, cảnh tượng giống như mộng mà không phải mộng. Đây rõ ràng là Bồ Tát muốn cho tôi thấy rõ tiền thân, nên ứng hiện cho tôi biết. Đời trước tôi là công tử, còn người hầu kiếp xưa này chính là con gái tôi. Tinh Tinh là người chồng truy sát tôi hiện thời. Do kiếp xưa tôi bắn Tinh Tinh bị thương, tên người hầu lại đem nó giết đi. Vì vậy mà hiện đời tôi bị nam nhân sát thương, con gái tôi thì bị nó giết chết. Tinh Tinh báo thù, muốn nhảy vào nước bóp cổ tôi, cũng giống như lần này tại y viện, hung thủ lại ra tay muốn giết tôi lần nữa. Việc rất kỳ quái là y bị phán tù 15 năm, nhưng mới thọ hình có 8 năm thì được ân xá phóng thích. Ứng hợp với cảnh trong mộng, tôi thấy Bồ Tát mang con tinh tinh đi và nói, nhốt hắn 8 năm, biết cải hối thì thả. Đúng là báo ứng nhân quả không sai mảy may. Tôi ngay đây hiểu rõ Kiếp trước tính mình háo sát ưa đi săn, chẳng biết đã giết hại biết bao sinh mệnh, cho nên đời này phải thọ thống khổ. Chỉ có thành khẩn tinh Phật, ăn năn sám hối mới mong tiêu tai giảm tội. Bị phẫu thuật lớn nhỏ, tính ra có 16 lần. Tôi lành bệnh rồi, do vì ruột bên trong không được an vị tốt, nên thường hay bị đau hệ ăn uống hay cảm ho thường rất thống khổ. Có khi đang ngủ trở mình, ruột cũng đau. Do vậy phải đi bác sĩ. Ông khám xong thì nói, Lúc đó nhân vì nghĩ bà thế nào cũng chết, cho nên chỉ nhét đại ruột vào, rồi may vá qua loa. Vì vậy mà, bệnh của tôi cứ tái đi tái lại, để nổi phải đại phẫu ba lần, tiểu phẫu mười ba lần người bình thường trải qua ba lần đại phẫu thuật là đã khó sống nhưng tôi vẫn không chết đây có lẽ là quả báo tôi phải trả trong lúc sống do tôi nghèo không có tiền trả bác sĩ mà bác sĩ cũng không có lòng nên khi mổ bụng tôi kéo ruột ra thấy có chỗ nào không ổn thì cứ cắt bỏ rồi may lại kết quả ruột tôi bị ngắn sau khi về cảm thấy không thoải mái do về sau bệnh cứ tái phát hành hạ, cứ phải mổ tới lui hoài. Dù trải qua phẫu thuật nhiều, do không có tiền nên bác sĩ chẳng nhiệt tình. Bởi ruột bị giá díu nhiều, thường phải nhờ y viện chữa nhưng không thể trừ tận gốc. Sau đó tôi cũng thay phiền không đi bệnh viện nữa, chỉ đành cầu Bồ Tát che chở cứu cho. Có nhiều lần chỗ bị thương phát viêm, trong mộng thấy Bồ Tát tiêm chích cho tôi thì ống tim của ngài rất lớn, chích vào có một vật gì trăng trắng chảy ra. Hôm sau, tôi nhìn vết thương, thấy có một vật trắng rồi ra. Bèn dùng dao cắt đi, qua ngày sau thì lành. Bệnh tôi đa số đều nhờ Bồ Tát trong mộng trị lành, mấy lần đều như thế. Ân đức từ bi cứu khổ của Bồ Tát khiến tôi trọn đời khó quên. Tóm lại, xin Thầy từ bi đem chuyện tôi viết ra cho mọi người biết để mọi người cùng tin Phật, siêng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Phải nói là, vết thương khắp thân bà tôi đều có xem qua. Thú thật, tôi vừa nhìn là đã thấy khủng khiếp, cũng thầm xúc động vì lực cứu khổ cảm ứng bất khả tư nghị của Bồ Tát. Chuyện này không thể dùng sức người cứu bạc, phi diệu ngoài sức tưởng. Bà kể xong câu chuyện trong khoảng thời gian hai tiếng nhưng cả tinh thần tôi đều bị chìm vào trạng thái căng thẳng. Dương cư sĩ bảo tôi, bà hiện tại tu rất tinh tấn, giống là một người không biết chữ, nhưng có người cho bà một bộ pháp hoa. Vậy mà bà có thể tụng kinh pháp hoa. Phật Pháp thật di diệu, hy vọng độc giả không nên đợi lúc rảnh mới tu, mà hãy tinh tấn trong mọi lúc. Sư Chữ Vân Ghi lời bình lúc mới xem sơ bản gốc và chuẩn bị dịch tôi cảm thấy tình tiết ông chồng chém vợ trong câu chuyện này thật vô lý khó mà tin được có lẽ nào vậy không thể nhập hộ khẩu mà giết vợ nhưng rồi tình cờ lướt mắt xem các tin tức đăng nhan nhãn trên báo hàng ngày kể chuyện các ông chồng đánh vợ đổ nước sôi vào tai vợ đốt vợ vì những lý do cỏn con không ra đâu vào đâu thì tôi không còn nghĩ câu chuyện chồng giết vợ trên đây là vô lý nữa. Nhất là khi bị luật nhân quả chi phối vận hành, thảm sự bắt nguồn từ ác nhân sát sinh của đương sự trong tiền kiếp. Chuyện sát sinh, Phật đã cảnh báo, nhắc nhở rất nhiều lần, thậm chí kể cả câu chuyện nguyên nhân dòng họ thích của Ngài bị tỷ lưu ly sát hại là do kiếp xa xưa, tỷ lưu ly là con cá to, còn hoàng tộc dòng họ thích khi đó là dân làng chài đã cùng nhau giết con cá ăn do vậy mà đời này lãnh quả báo bị lưu ly thảm sát dù phật đã chế giới không sát sinh mong đệ tử ngài tuân giữ nhưng dường như rất hiếm người tin rằng sát sinh sẽ lãnh thảm báo vì vậy mà đa số đệ tử phật thường thọ giới về để đó thôi chứ không nghiêm giữ câu chuyện này một lần nữa Cảnh tỉnh chúng ta hãy cẩn trọng đừng sát sinh và hiểu thâm thiết rằng bất kỳ giới cấm nào của Phật đều cũng rất quý báu, cần nên tuân thủ. Vì mục đích giới luật ngài chế định đều nhắm vào việc bảo vệ hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Quỷ thần đầu tiên phải biết quỷ thần sống trong chiều không gian bất đồng cùng chúng ta họ thực có tồn tại và cũng có hình dáng sinh mệnh về điểm này hiện nay các khoa học gia đều có thể chứng minh sự tồn tại của họ thế nên chúng ta đối với quỷ thần nhất định phải cảnh giác sở dĩ tăng tử từng cảnh cáo quân tử luôn thận trọng khi ở một mình dù ta ở một mình nhưng vẫn nằm trong hoàn cảnh thập mục sở thị thập thủ sở chỉ tức mười mắt nhìn mười tay chỉ phải biết nhất cử nhất động của ta chưa quỷ thần đều nhìn thấy những người hiểu rõ việc này làm sao mà không răng dè run sợ làm sao mà lúc ở một mình lại dám có hành vi khinh suất được bên cạnh chúng ta quả có nhiều sinh mệnh mà mắt phàm không nhìn thấy tới. Thánh nhân từng nói, loài nào tụ theo loài đó. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường đều biết và thấy rõ. Khắp năm châu bốn biển, xét người thuộc các quốc gia hay từng khu vực, thì kể về tướng mạo, tính cách, văn hóa cũng đã bất đồng, bất đồng về địa khu, tập tục, nhân dân. Đúng với câu, loài nào tụ theo loài đó trong Phật Pháp gọi đây là cộng nghiệp, nghĩa là quân tử ưa đến cùng người nhân đức, hồ cáo thì ưa bầu bạn với khuyển cẩu tanh hôi, chính là đạo lý này. Vì vậy mà Thánh Hiền thường giảng, chỉ cần nhìn bạn bè là đủ biết người đó thế nào. Bởi do cộng nghiệp chiêu cảm nên tự nhiên cùng loại sẽ tự tìm đến với nhau. Vì vậy mà người cả đời hành thiện sau khi mệnh chung sẽ thăng thiên người làm ác chết rồi sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh trong đây tuyệt không do bất kỳ thần minh nào cầm quyền làm chủ mà do thần thức chúng sinh bị nghiệp lực của chính họ chiêu cảm đi đến đó điều này tuyệt không mê tín phải nói là rất có lý vậy thế thì quỷ thần quan hệ cùng ta cũng tương tự vậy trong kinh từng thuyết Nhà làm ác tớ có hiện tượng ác quỷ trúng môn, nhưng ác quỷ này đều là do túc thế cùng bạn có nghịch duyên oan gia trái chủ. Do ác niệm, ác hành của bạn chiêu cảm mà chúng tìm tới bên bạn. Đương nhiên, nếu bạn có thể nhìn thấy các sinh mệnh ở chiều không gian bất đồng này thì bạn sẽ phát hiện rằng trong nhà, trên trên dưới dưới đều hiện hữu chật kín những ác nhân ác quỷ đáng sợ kia hệ làm ác tức là cùng ác quỷ kết duyên gọi là đồng thanh đồng khí tương tụ tương cầu do vậy mà vận khí của kẻ thủ ác ta có thể tưởng tượng ra được sự nghiệp không thuận gia đình bất hòa cháu con bất hiếu vân dân. thật ra đây hoàn toàn là do ác nghiệp bạn chiêu cảm dẫn dắt tới cho nên hiện nay ở tại rất nhiều tụ điểm ăn chơi là thuộc loại khu vực thanh sắc khuyển mã. Bởi những khu vực này bảo đảm luôn có ác quỷ trú môn, chúng đông đến không thể tính đếm số lượng. Nguyên do là nhân tâm nơi địa phương đó đều bất chính, thế nên sẽ chiêu gọi bọn ác quỷ tìm tới trú đóng, nằm dùng trong đây. Qua đó mà suy, thì chưa giám đốc các vũ trường, quán bar, hộp đêm, chân dân. Những vị có khuynh hướng phát triển kinh doanh ma túy tình dục luyến ái lệch lạc túng tình lạm dụng vân vân thảy đều sẽ chiêu lấy kết cục sự nghiệp mai hậu càng lúc càng bất lợi chưa kể sẽ xảy ra các tai nạn cháy nổ chém giết vân vân nghĩa là họa ương bất ngờ thường xảy ra khiến mất mạng thương vong lý do là tại các tụ điểm ăn chơi trác táng tiêu hoàng lãng phí như thế sẽ làm tổn giảm rất nhiều phúc báo bản thân. Ngoài ra nơi đó còn là môi trường chiêu mời rất nhiều ác quỷ tới, là nguyên nhân khiến vận khí suy bại. Thế thì ngược lại, người chuyên hành thiện sống thiện, người có tâm địa quang minh chính đại chắc chắn sẽ chiêu cảm thiện quỷ, thiện thần đến. Nhắc đến quỷ thần thì mọi người không nên kinh sợ. Tuy gọi là quỷ thần, nhưng thực ra họ chỉ là những sinh mệnh sống ở những chiều không gian bất đồng với chúng ta mà thôi như đã nói qua những thiện quỷ thiện thần này thể đều rất ưa làm việc phúc thiện ưa thành nhân toàn mỹ do quý vị sống thiện lương nên đã làm cảm động họ chiêu cảm họ tìm đến ngự trong nhà khiến vận khí quý vị càng thêm tốt đẹp hài hòa bọn họ sẽ phù trợ quý vị tăng trưởng đức hạnh bản thân Do vậy mà trong sinh hoạt công tác, bạn sẽ được thuận lợi vừa lòng. Đương nhiên, quỷ thần chỉ là trợ duyên. Bởi do đức hạnh của bản thân, bạn tự làm cảm động gia đình bạn, cũng sẽ ảnh hưởng tốt đến đồng nghiệp, thuộc hạ, công nhân viên hay thượng cấp dân dân đối với bạn. Nhờ vậy mà từ đó gia đình bạn sống hài hòa, công việc thuận lợi, quan hệ nhân sự sẽ càng lúc càng tuyệt ngôn hành của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến những quỷ thần thiện lương. Khi bọn họ nhìn thấy tư tưởng hành vi thiện của bạn sẽ rất hoan hỷ. Vì vậy, nếu như bọn họ theo bạn nói tốt mà hành xấu, ngôn hạnh bất nhất, thì họ sẽ thất vọng chán nản, rời xa, từ bỏ bạn. Thay vào đó, bạn sẽ chiêu cảm đám ác quỷ tìm tới. Tất nhiên, bọn này sẽ làm cho gia đình bạn bất hòa, sự nghiệp lụng bại. Đương nhiên, ác quỷ chỉ là duyên phụ, mà tật tánh tập khí xấu xa của bạn mới là nguyên nhân chính, phá tan phúc bóng bạn. Còn nữa, những oan gia trái chủ có thể gây ảnh hưởng đến từ trường khu vực, quấy nhiễu sống não của bạn, khiến bạn ý loạn thần mê, phiền não tăng gia, hay nóng nảy mê muội vướng nhiều bệnh, gặp đủ xui xẻo không thuận lợi. Ngoài ra tư tưởng một cá nhân nếu như không thiện lương, nếu trong não chứa đầy tự tư ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, tham sân si dẫy đầy, thì quan hệ nhân sự của họ nhất định sẽ không tốt, gia đình cũng bất hòa. Lại thêm có những ác quỷ kia cùng phụ đổ dầu dầu lửa, thì tình cảnh không cần tả cũng đủ biết là tứ bề thọ nạn, dòng bão quay cuồng. Cho nên học Phật rồi, hiểu đạo rồi, phải trừ bỏ tận gốc mọi thói hư tính xấu. Cuộc sống có tốt đẹp chăng đều nằm trong tay bạn. Thực ra đời người quan trọng nhất là không nên để thời giờ trôi qua uổng phí, bởi quá khứ đã qua, vị lai chưa tới, chỉ có hiện tại là quan trọng nhất. Hãy nắm bắt giây phút ngay đây cho tốt tức là bạn có thể cải biến vận mệnh mình cần nhớ kỹ tất cả được tạo thành do mỗi một phút giây hiện tiền này già lam có thêm một vị hộ pháp đại tướng quân lý mật triều đường sau khi chết sinh làm thần đã hồi tâm quy y theo phật môn và khuyên hóa nhiều chúng quỷ theo phật nơi các đạo tràng phật giáo trung quốc trong khóa tụng thường nhật và mỗi sáng tối đệ tử phật đa số đều có tụng bài tán già lam để cảm ơn công đức hộ pháp vệ giáo thù thắng của bồ tát già lam già lam là khuôn viên tăng chúng cư trú cũng gọi là tự viện sau mở rộng ra cũng chỉ cho chư thần hộ pháp bảo hộ già lam gọi chung là già lam thánh chúng bồ tát trong cuốn phật tổ thống ký có ghi rõ câu chuyện tướng quang vũ thời tam quốc sau khi chết thành thần đã xin thọ quy y ngũ giới trở thành vị thần hộ pháp Phật giáo. Từ đó về sau, tại các tự viện Trung Quốc, thường thờ hình thượng quan công đại biểu cho Bồ Tát Già Lam, chư vị hộ pháp chuyên hộ vệ đạo tràng Phật giáo, bảo hộ đệ tử Phật không bị xâm hại, công không luống uổng, tương lai cũng tu thành Phật. Tại đất phần Nam thị trấn Hạ Quan này, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, có ngôi miếu được xây vào năm gia tỉnh, tên Tướng Quân Động, còn có tên khác nữa là Tướng Quân Miếu. Trong Tướng Quân Động có thờ một vị đại tướng quân nổi tiếng tên Lý Mật. Vào thời đường, lúc chiến tranh, ông mang quân chinh phạt đất Nam Chiếu, bị thua trận, đã nhảy sông tuẩn tiết. Tướng quân Lý Mật sống rất được ba quân tướng sĩ yêu mến nên cái chết của ông khiến nhiều người trong số các binh sĩ đã than khóc đến khạc ra máu. Điều kỳ lạ là tuy tướng quân Lý Mật phụng lệnh xuất chinh đến tận nơi này, nhưng nhân dân nơi này chẳng những không thù hận, ngược lại còn tôn kính ông trung nghĩa. Trong dân gian đến nay còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện ly kỳ về tướng quân Lý Mật. Họ kể rằng, ông dù chết rồi vẫn rất hiển linh tại vùng đất này hằng tỏa oai thần giúp đỡ người thế gian. Do vậy mà kể từ đó Đại tướng quân Lý Mật được người dùng này tôn là lợi tế tướng quân. Nghĩa là vị tướng cứu tế làm ích lợi cho dân, thành một trong vị bản chủ tức thần phương trứ danh đường địa. Nơi đây khói hương nghi ngút, người đến xem bói cát hung, náo nhiệt tấp nập. Tính chúng thường mang lễ phẩm cúng dân, cảm tạ lý mật đã khiển linh chúc phúc. Họ cúng dân những gì? Do không hiểu nhân quả, họ thường hiến tế máu thịt chúng sanh, toàn là cách thức mặn, như gà, vịt, cá, heo, dân dân. Vì sao tôi phải giới thiệu về tướng quân Động và đại tướng quân Lý Mật vậy? Bởi vì đã có câu chuyện xảy ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2011 như sau. Hôm đó, tôi nhận được điện thoại quả tịnh. Cô sinh ra tại Vân Nam Đại Lý, lớn lên được gã đến miền nông thôn Tứ Xuyên. Trước khi học Phật, do bên cạnh cô không có người am tường Phật Pháp hướng dẫn, bản thân cô cũng chưa gặp Kinh Phật hay đọc qua các sách chánh Pháp chi. Vì vậy mà cô tu lạc, đi lòng vòng qua rất nhiều nẻo sai, nếm không ít khổ nhọc rồi tình cờ nhờ một nhân duyên đặc biệt mà quen biết tôi kể từ đó cô thường điện cho tôi hỏi về phật pháp xin giải thích một chút về quả tịnh kiếp trước cô vốn tu thiền nhưng chưa minh tâm kiến tánh do không có ý cầu giải thoát cũng chẳng hề tin và muốn giảng sinh tịnh độ nhưng lại rất khao khát ham có thần thông do vậy mà cô tiếp tục luân hồi sinh tử nếm đủ mùi khổ. Tuy trầm luân mê muội nhưng đời này cô vẫn thừa hưởng khả năng đặc biệt từng tu trong kiếp trước, nghĩa là từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những sự vật mà người thường không thấy. Cô có khả năng thông linh giao tiếp cùng các cảnh giới phi nhân. Bởi do sống nửa đời người mà chưa gặp Phật Pháp, thiếu trí tuệ hướng dẫn, nên năng lực này chẳng hề đem lại cho cô bất kỳ điểm tốt nào ngược lại còn tạo ra vô vàng thống khổ và tai họa cho cô. Những chuyện đó sau này tôi sẽ kể trong một bài viết khác, còn ở đây tạm thời tôi không bàn đến. Năm 2005, Quả Tịnh vẫn đang ở Vân Nam, vì mưu sinh nên cô chưa tiếp xúc với Phật Pháp. Trong thời gian còn mù mờ này, cô được người giới thiệu đến tướng quân động công tác, đảm nhiệm việc giải đáp quẻ xâm cho người do cô có khả năng thông linh giao cảm với các cõi chúng sinh nên dễ dàng nhìn ra nguyên nhân nguồn gốc sự tình nhờ vậy mà cô làm ăn rất khám khá thu được thành quả cao thế nhưng cô hành nghề chưa được một tuần thì do trong gia đình có chuyện nên phải buông bỏ công tác quay về quê nhà sở dĩ hôm đó quả tịnh gọi điện cho tôi vì lúc ấy cô đang làm nông ở tứ xuyên thì bỗng thấy tướng quân Lý Mật hiện thân. Ông đã nhiều lần tìm đến cô, tỏ vẻ rất ngưỡng mộ năng lực giao lưu với các cõi phi nhân của cô, nên đã ngỏ lời, mời cô đến tướng quân động, tiếp tục công tác giải quẻ xâm. Ông còn hứa là sẽ trọng thưởng cho cô rất hậu, bảo đảm cô có thể sống một cuộc đời sung sướng viên mãn, không bao giờ túng thiếu, chẳng còn phải bận tâm kiếm tiền, thao hồ thoải mái vô ương. Vì vậy mà cô gọi điện đến cho tôi để hỏi xem cô nên hồi đáp tướng quân Lý Mật như thế nào. Tôi hỏi quả tịnh. Tướng quân Lý Mật hiện đang ở đâu? Ông ấy hiện đang đứng bên cạnh tôi, dung mạo rất tuấn tú, khôi ngô, cao lớn, dạng dở. thân khoác áo giáp, tay cầm đại đao, loại mà các tướng quân thời cổ hay dùng. Ông cưỡi con chiến mã lông trắng, dẫn theo mười mấy binh sĩ tùy tùng, đều ăn mặc giống như thời cổ đại ông ta đến tỏ vẻ rất thành tâm muốn mời thỉnh tôi đi bởi vì tại chỗ đó rất ít người có thể giao lưu được với cõi của ông ngài nghĩ xem bây giờ tôi nên làm thế nào quả tình hỏi tôi đáp đương nhiên là cô chẳng nên quay lại làm cái công việc giải quẻ xâm đó cho dù cô có kiếm được kim ngân tài bảo đầy nhà thì cũng không nên làm bởi vì công việc này đối với đệ tử Phật cũng bị xem như là tà mệnh, nghề nghiệp không chánh, như Phật đã mô tả. Vì vậy, cô nhất định phải nhìn cho thấu đáo, để từ bỏ và kiên quyết giữ gìn tâm đạo của mình. Tên rằng việc đoán mệnh giải xăm mặc dù cô có thể nói chính xác sự tình. Xong, điều này cũng không đem lại lợi ích rốt ráo, giúp đoạn trừ phiền não hay giải thoát sinh tử luân hồi cho chúng sinh chi cả. Hiện tại, cô đã là đệ tử Phật, mặc dù sinh hoạt cô bần khổ, nhưng nếu cô chịu siêng năng, trì giới tu hành, thì chuyện liễu sinh tử, vãng sinh tịnh độ, xuất ly tam giới, cô đều có thể đạt được. Tại sao cô lại vì chút lợi ích kinh tế, nơi thế gian khửu hạn, mà cam tâm đem kho báu tu hành tối trân quý của mình ném phăng đi chứ hả? tướng quân Lý Mật chỉ là một vị thần, là vua trong chúng quỷ. Bản thân ông nghiệp chướng vốn sâu nặng, chỉ nhờ hành thiện mà tích lũy được một số phúc báo. Nhưng phúc đó chỉ có thể làm thần mà thôi. Một khi phúc báo khưởng tận, há không phải ông ta vẫn phải tiếp tục luân hồi chịu khổ. Cô đã quy y tam bảo, thành là đệ tử Phật, thì sao có thể đi theo phụng hầu chư quỷ thần chứ hả? Tôi hiểu rồi, Do trong kiếp quá khứ tôi tu hành khởi niệm sai, nên kiếp này nửa đời trước bị sống mịt mờ, không được biết đến Phật pháp, chỉ toàn dùng năng lực thần thông giao lưu cùng chúng sinh. Nếu không đưa chúng sinh vào con đường tu hành Phật pháp đại thừa, thì chúng sinh vô phương đạt đến lợi ích chân thật. Hơn 30 năm nay, tôi luôn bị các loài phi nhân quấy nhiễu, trải qua tháng ngày sống chẳng bằng chết, không có một phút giây an tĩnh những đoạn trường này khó mà tưởng tượng nổi. Bây giờ tôi đã được biết chánh pháp. Nếu như lại ham giàu, dùng hết thời gian vào việc giải quẻ xâm kiếm tiền, thì e rằng trong kiếp tương lai tôi cũng sẽ thọ đủ khổ nạn giống như hiện đời. Thôi thôi, tôi không dám bước vào con đường này nữa đâu. Hiểu vậy là tốt. Cô cư hồi đáp tướng quân Lý Mật như những gì đã nói với tôi là được thực ra ông ấy đã nghe rõ nội dung hai bên đàm thoại và hiện đang có lời muốn nói với chúng ta quả tịnh ngừng một lúc sau đó cô chuyển đạt lại từng câu tướng quân lý mật muốn nói cho tôi nghe ông ta nói sau khi nghe hai chúng tôi đàm thoại với nhau ông cũng bị xúc động và có tỉnh ngộ vì ông và các quyến thuộc gồm chiêu quỷ thần đều ở tại tướng quân động hàng ngày tiếp nhận lễ phẩm chúng sinh cúng dường ông chẳng từ gian lao chiếu theo nguyện vọng của dân mà giải ưu bạc khổ bao năm nay chưa từng thay đổi nhưng xem ra ông chỉ có thể trợ giúp họ một phần nào trong cuộc sống chứ không thể giúp chúng sinh thay đổi phận mệnh tất cả chúng sinh người nào cũng có phiền não nối tiếp phiền não khổ nạn nối tiếp khổ nạn làm sao cũng nhìn không thấu tận đầu nguồn chưa kể trong cõi quỷ thần của ông, chỗ nào cũng có dễ đầy chinh phạt giết chóc. Hơn ngàn năm trước, hai bên chết đi trong chiến tranh, giờ gặp mặt nhau trong cõi phi nhân, họ vẫn còn chém giết sát phạt như cũ, oan oan tương báo. Tất cả điều này không sao ngừng dứt, khiến ông cảm thấy rất khó khăn và quá mệt mỏi, chưa biết phải làm sao. Thêm nữa, do dân chúng mến mộ tri ân nên rất nhiều người đã dùng đồ mặn toàn là máu thịt sinh mạng loài vật đem đến cúng tế ông. Họ giết rất nhiều vô số loài vật. Tại dùng đất đó, họ làm sát để khiến tế, khiến máu loài vật tuôn chảy nhuộm hồng cả dòng nước. Ở trong miếu thì cảnh trạng náo nhiệt đông vui, sông bên ngoài là những sinh vật bị giết, hồn oan của chúng khóc than, âm thanh gian trời. Mặc dù ông là võ tướng có phúc báo nên tạm thời trấn giữ cư ngụ ở đó. Nhưng tâm ông thường bất an. Ông luôn muốn tìm một phương pháp để giải thoát đau khổ tận gốc cho cuộc sống. Hôm nay, được nghe chúng tôi đàm thoại, lòng cảm thấy rất có lý. Ông ngọ ý muốn xin thọ quy y tam bảo, giống như chúng tôi, được cùng làm đệ tử Phật, để nghe kinh thính pháp, tinh tấn tu trì, không muốn luân hồi nữa. Tôi những tưởng là tướng quân lý mật sẽ rất không vui khi nghe rõ cuộc đàm thoại giữa tôi và quả tịnh ai ngờ ông có ngộ tính cao sau khi nghe ông bày tỏ tâm sự thâm tâm tôi thầm tán thán thiện căn thâm hậu và sự tỉnh giác khùng mạnh của ông tôi bảo tướng quân lý mật nghi thức quy y chính thức phải do tỳ kheo thanh tịnh đại diện tăng đoàn truyền thọ chúng tôi chỉ là phật tử tại gia nên sẽ tạm dẫn ông đến trước phật tự thể tam quy sau này hồi đủ điều kiện thì có thể thọ tam quy với bậc thanh tịnh tăng tôi hướng dẫn tướng quân đọc tam quy và giải thích các ý nghĩa quan trọng của tam quy ngũ giới thập thiện tướng quân lý mật lại hỏi tôi cần phải đến đạo tràng nào để tu hành tôi bảo nếu lúc nào cũng siêng năng trì giới niệm phật cầu sinh tây phương thì ngay đây vẫn có thể là đạo tràng muốn tu học theo phật thì phải dụng công tu nơi tâm đừng có ngoài tâm cầu pháp nên giữ giới thanh tịnh thường đến đạo tràng chánh tri chánh kiến nghe kinh thính pháp giúp tăng trưởng trí huệ hằng thân cận thiện tri thức chân chính y giáo phụng hành tại ta bà thế giới sống một ngày tu một ngày thuận tiện thì dùng năng lực phi phàm của ông hộ trị tất cả đệ tử phật trong thiên hạ rộng hành thiện sự lấy đây làm tư lương để giảng sinh tịnh độ tướng quân lý mật đồng ý và sau đó chào từ biệt chúng tôi tôi đó quả tịnh lại gọi đến kể rằng tướng quân lý mật còn có chuyện muốn hỏi ông nói như sau tôi hiện tại đã được tu hành theo phật nhưng còn chưa tướng sĩ thuộc hạ sau khi chết rồi họ vẫn một bề theo tôi còn có những oan hồn chúng sinh bị giết ngoài tướng quân động nữa. Tôi phải làm sao như họ đây? Quả tịnh giải thích rằng tướng quân Lý Mật vào thời đường phụ mệnh chinh chiến vì quốc gia. Khi bại trận, ông đã dẫn đầu tướng sĩ đến hạ quan phía tây sông Nhĩ Hải, trầm mình tuẫn tiết. Thuộc hạ cũng nhảy sông tự vận theo. Có số chết rồi, dẫn theo làm thuộc hạ tướng quân Lý Mật có số sớm đã chuyển sinh làm cá hay các loài súc sinh khác lại có một số đến nay vẫn còn làm quỷ trong sông này trải qua hơn ngàn năm rồi mà tuổi thọ kiếp quỷ chưa hết kể từ đó đến nay chúng vẫn còn ở trong dòng nước luôn dãy dụ kêu cứu vì mỗi khi chúng bơi đến bờ thì nước lại dâng cao nhấn chìm khiến chúng không làm sao trèo lên bờ được đành phải ở trong dòng nước tuyệt vọng chịu đói lạnh thống khổ kêu rên. Tôi bảo tướng quân Lý Mật, ông sống thì là đại tướng quân, chết rồi sinh làm thần vương, là vua của trừ quỷ thần, được tôn thờ như bản chủ. Ông nên lợi dụng điều này, khuyên gọi tất cả chúng sinh hữu duyên với ông, hãy nên quy y tam bảo, học Phật tu hành, hầu có thể giúp họ ly khổ đắc lạc. Tướng quân Lý Mật nghe rồi, lập tức ra lệnh cho tùy tùng đi rao truyền chỉ dụ của ông đến các chúng sinh hiện có trong khu vực thuộc quyền ông cai quản khuyên tất cả đều hãy mau quy y tam bảo tu hành theo phật sau đó tôi khương dẫn tướng quân vì chưa thuộc hạ và chúng sinh hữu duyên đọc lời quy y bỗng nhiên quả tịnh trở nên căng thẳng âm thanh của cô lộ vẻ sợ hãi khủng khiếp cô rung giọng mô tả Bên cạnh tôi, đột nhiên hiện ra một số quỷ nước, toàn thân phình trương, y phục đều ướt đẫm, da tái nhợt, mặt mày thảm não, đầu rối bù, tóc dài đến lưng, mắt phát ánh sáng xanh lè. Trong đây có một tên đột nhiên bật cười to, và chạy tới gần muốn ôm tôi. Hắn lộ vẻ quan hỷ, nhìn giống như là muốn phát khùng dậy. Tôi kêu quả tịnh phải lập tức niệm Phật ngay, loài thủy quỷ đột nhiên rời xa, còn con quỷ nước quá dị kia thì cười hà hà bảo quả tịnh. Tôi biết cô, vào thời đường thuở đồng niên ấy, bạn chỉ mới 10 tuổi, còn tôi thì lớn hơn. Chúng ta vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, đồng trưởng thành trong một thôn trang. Đến lúc tôi đi lính thì gia đình bạn có khứa là sau cuộc chiến sẽ đồng ý cho tôi đến rước dâu. Có ngờ đâu tôi vào bình ngủ đến nơi này do bị chiến bại đành phải nhảy sông tự tử một bề làm quỷ trong sông nước mênh mông chẳng biết trải qua bao nhiêu năm tháng rồi tôi tuy chết đi nhưng không hề quên lời thề hẹn ngày xưa hôm nay có người vì chúng tôi truyền tam quy nhờ vậy mà chúng tôi có thể ra khỏi nước không ngờ mới vừa lên tới bờ thì đã thấy bạn đứng ngay trước mắt bảo tôi không mừng vui sao được Tôi ngóng giọng tân nương biết bao thời gian dài đằng đẵng cuối cùng thì cũng được gặp nhau. Tôi bảo tên quỷ nước kia, quá khứ tầm bất khả đắc, những sự việc xưa cũ đã trôi qua, dĩ nhiên không thể quay trở lại. Quả tịnh hiện nay là đệ tử Phật cũng đã gả cho người rồi, chẳng nên vô lễ. Tướng quân Lý Mật và chư hộ phá quỷ dương lập tức đưa tất cả loài quỷ nước đi xa khỏi quả tịnh tôi và quả tịnh liền mời tướng quân lý mật hướng dẫn tất cả cùng niệm phật nương theo âm thanh nam mô a di đà phật quả tịnh nhìn thấy phía sau tướng quân lý mật có rất nhiều chúng sinh đang lục tục kéo đến họ sắp hàng thành một đội ngũ dài vô kể gồm thuộc hạ của tướng quân và các chúng sinh bị giết ngoài tướng quân động còn có chư cô hồn giả quỷ đương địa bọn chúng thể đều bắt chước niệm phật theo có rất nhiều chúng sinh tương mạo xấu xí nay được biến đổi thành trang nghiêm trở lại còn có một số chúng sinh cơ duyên thuần thục dưới phật lực gia trì ngay đó được thoát ly ác đạo chuyển sinh vào cõi nhân thiên hay thiện đạo tu hành từ đó trở đi tướng quân lý mật tùy thời mà đến đạo tràng nghe kinh thuyết pháp tinh tấn tu hành chưa được mấy ngày lại thông qua quả tịnh. Nhờ cô gọi cho tôi chuyển đạt các thắc mắc của Lý Mật như sau. Tôi được nhân dân hạ quan yêu mến này có mấy việc muốn nhờ ngài. Một, vì hiện tại tôi đã là đệ tử Phật nên không thể ăn thịt sát sinh. Mong hai cư sĩ mau nghĩ cách thông báo cho tất cả bách tính của tướng quân động và hạ quan biết tuyệt đối không nên đem máu thịt chúng sinh đến cúng tôi nữa. Toàn bộ lễ phẩm xin hãy đổi thành đồ chay, nếu không sẽ chẳng được phúc mà còn bị họa. Phần tôi cũng bị thọ tội, chịu khổ nụy theo vì quả sát sinh này. Loài vật giống từng làm người, nên việc sát hại chúng chẳng khác nào giết người. Nếu đem máu thịt vật để cúng tế thần là không thể, vì chúng cũng là dân của thần. 2. Xin hãy thay tôi cảnh báo người thế gian rằng, tội phúc phần mình, chuyện nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi tuyệt không hư dối. Tôi hiện nay đã tìm được đại đạo quang minh, triệt để lìa khổ được vui, thoát ly lục đạo luân hồi, đó là Phật pháp. Nên cũng hy vọng dân chúng hãy biết dứt ác tu thiện, siêng tu học Phật pháp, cùng đạt được lợi ích tôi cũng phát nguyện gia nhập hàng ngũ hộ pháp thiên long bát bộ nguyện phù trì tất cả người học phật hành thiện mọi người nhất định phải biết nếu rộng hành thiện thì phút kia tự đến không cần phải cực nhọc giết hại chúng sinh tế cúng thần để cầu được phù trì cứu khổ ban vui vì bản chất thiện thần là luôn gia hộ chúc phúc cho những ai hành thiện nghe ông tỏ bày tôi tán thán lòng từ của ông và trân trọng đáp ứng sự ký thác của tướng quân Lý Mật. Những điều tướng quân Lý Mật ký thác quả rất quan trọng và có ý nghĩa. Ẩm thực là vấn đề lớn mà quỷ thần luôn phải đối diện. Trong Phật giáo có các nghi thức tụng niệm chuẩn xác, hỗ trợ bố thí thức ăn thanh tịnh cho quỷ thần như Kinh Phật Thuyết Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni, Mông Sơn Thí Thực, dân dân nên cần truyền rộng và giới thiệu về lý nhân quả đây là nền tảng cần thiết cho việc nhập môn học phật sau đó tôi nhiều lần liên lạc với ban quản lý địa phương tướng quân động nhưng vẫn chưa thể liên hệ thành công là do nhân sự bận rộn quá nhiều nên vô phương đến vân nam đại lý lo liệu việc này gần đây quả tình mấy lần nhìn thấy tướng quân lý mật ông vì chúng tôi lo việc chưa thành mà tâm sinh phiền muộn ông than rằng gần một năm nay có rất nhiều dân chúng giết vật mang đến cúng tế tướng quân động tạo thêm nghiệp chướng làm liên lụy việc thanh tu của ông khiến oan trái tăng thêm e rằng tương lai ông khó tránh bị đọa vào cõi súc sinh hoàn nợ mạng ông thúc hối tôi hãy mau nghĩ cách thực hiện tâm nguyện giúp cho ông tôi cũng cảm thấy việc này không thể trụ trừ mãi được đành đem câu chuyện này viết thành văn hy vọng chư chính chúng phật tử và khách du lịch xứ vân nam sau khi đọc bài văn này rồi cũng đem những điều tướng quân lý mật ký thác truyền lưu thông báo cho nhân dân bản xứ tướng quân động đồng thời cũng hy vọng việc này mang đến sự khai thị tốt cho người khiến họ từ bỏ triệt để tập quán giết sát loài vật tàn nhẫn xin khuyên tất cả thế nhân chế nên dùng máu thịt chúng sinh cúng tế thần linh và người mất trong kinh địa tạng thuyết xin khuyên chúng sinh ngày lâm chung cẩn thận chế nên sát hại tạo ác cúng tế quỷ thần vì sao bởi việc sát hại cúng tế không đem lại chút công đức lợi ích nào cho bản thân họ và người chết ngược lại còn khiến tội tăng nặng thêm nếu người mất đáng được sinh vào cõi nhân thiên hay đắc thánh quả do bởi lâm chung bị chưa quyến thuộc sát sinh cúng tế mà phải bị ương luyện lây nên chậm sinh vào cõi thiện huống chi người sắp lâm chung khi sống chưa từng tạo lành phải theo nghiệp xấu vào cõi ác tại sao quyến thuộc còn nhẫn tâm giết chóc khiến họ càng tăng thêm khổ nghiệp kinh địa tạng đã ân cần nhắc nhở chúng ta phải ghi khắc trong lòng thần vương lý mật quy tam bảo già lam bồ tát nay tăng thêm hộ pháp tâm từ tha thiết gọi cúng ngài xin hãy dùng thức chay nguyện đem công đức bài văn này cầu cho tướng quân lý mật cùng chư quyến thuộc bộ hạ và các loài vật bị giết cùng tất cả chúng sinh trong lục đạo đều được ẩm thực thanh tịnh no đủ mỹ mãn ly khổ được vui, tinh thọ Phật pháp, giảng sinh tịnh độ, tu chứng Bồ đề. Quả trụ kính ghi ngày 23 tháng 5 năm 2012. Giải thích: Lý Mật sinh năm 582, mất năm 619, hưởng dương 37 tuổi. Tính từ năm ông mất đến lúc quy y Tam Bảo,